Đây rồi, cuối cùng cũng vào được game rồi anh em ơi. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Rùa đây. Zombie Nano đã về, Zombie Nano đã về chiến rồi. Ok, thì sau một hồi, ôi dồi ôi. Thì sau một hồi vật lộn tải game, cuối cùng mình đã vô được game rồi anh em ơi. Chắc có vẻ hôm nay mình sẽ đăng clip cho anh em hơi muộn đấy. Từ sáng đến giờ cứ bị lỗi, không biết quay game nào giống mình không. Bị lỗi tải game ạ. Không vào được game từ sáng đến giờ, tức ơi là tức. Quay quá, thằng liền nhân nó lưu cái file full của đột kích, nó lém thẳng lên The Revive, mình tải về vô được game mà mình bây giờ mình rơm rớm nước mắt luôn này. Ui trời ơi, chơi được game rồi vui quá. À thì hôm nay chúng ta sẽ chiến ở bên Việt Nam thôi. Cái nhà lá vườn nó vẫn hơn anh em ơi, đấy có bị lác giật gì đâu, bắn phải gọi là mượt đam ảo tung chảo. Nhưng mà mỗi tội là gói siêu cấp đang lỗi anh em ơi, đạn có 100 mấy sẹt viên, sẹt 600 viên rồi, quá là buồn. Vô anh em thông báo là gói siêu cấp bị lỗi rồi, với ít VIP im game cũng bị mất luôn. Thế là bây giờ mình trải nghiệm đạn của bên sếp Việt Nam còn ít hơn cả bên sếp VQ kìa ơi. Trời ơi, bên sếp VQ mình còn được 800 viên bắn còn thấy đuối đuối rồi. Về Việt Nam bây giờ mình chỉ có 100-600 viên thôi, nhưng không sao. Cái chế độ này nhặt hòm lên đạn được mà, nên cứ thoải mái đi. Ái da, trời ơi, mới vào game anh em định vị toàn biết tơ chuyển bom, tơ tàn bạo rồi. Ngon quá. Được chơi game, được chơi game. Ơi vừa nói xong sao cái trận này sao toàn tơ phách thế nhỉ? Cái gì đó sai sai về mặt kịch bản này. Trời ơi. Team bị bắt quỷ bên Việt Nam bắn phê quá. Tầm này ở bên sếp VQ mình đứng tầm này xa này là bắn không có đam mấy đâu. Về sếp Việt Nam anh em đâu. Đam nó phải gọi ảo tung chảo. Ôi trời ơi. Ôi sao tôi đi bệnh. Cứ tưởng anh tơ hách bay lên chém em chứ hết hồn tật trời. Không có tơ chuyển bom nha, ngon nha. Trận này không có tơ chuyển bom nha, anh em thủ đến chết luôn. Ôi trời, mình gần hết đạn rồi bà con ơi. Mình có 200 viên đạn thôi. Cái kia đừng nhảy đâu mà anh Dương nhảy đến đâu. Ui rồi bắn. Còn có 100 viên đây anh em ạ. Tiết kiệm. Thôi bắn nốt miếng hero đi. 40 viên. Thôi em hết đạn rồi, mấy anh đừng có đạp đầu em cái. Úi rồi ôi. 3 kill rồi, nhặt hòm luôn. Ui giời ơi, anh ơi, ăn nguyên cho bọn mình diệt của em thế nào, thốn chưa? Đang 420% rồi anh em ạ. Thoải mái đi. Ui mấy bố kia ham xuống nhặt hòm sớm á. Người nó bắt bài gáy. Ôi xuống hòm anh em ơi. Ây à. Làm sao, multi. Úi giời ơi. Anh bông tối. Bây giờ anh có dịch bệnh thiên biến vạn hóa đằng trời, anh không muốn chạy thoát được em đâu. Ui hay. Ôi mấy ông này giết hết tơ luôn, tơ phách rồi. Ui giời ơi, mấy cái thằng Zuminon này cứ để em anh ơi. Anh không phải ra tay đâu, để em. Riêng mấy anh Zuminon này cứ để em. Ôi, mấy ông kia chém hết tơ phách rồi kìa. Tiêu nhỉ. Ôi giời ơi, Double kill multi. Chơi không? Anh diệt, trời ơi, sao anh không đâm em luôn, liếm kill cái. Được đấy. Tí ấy đạn một tí rồi, không trải nghiệm được phải gọi là mắc binh nhất. Nhưng mà mình cảm giác bên sếp Việt Nam bắn vẫn rất ra gì và này nọ nha. Tuy không có gói siêu cấp nhưng mình bắn vẫn cảm thấy rất là ok. Tại vì bây giờ cái chế độ này anh em cần nhặt hòm thôi, anh em đã lên đạn rồi mà. Nhưng mà nói đi nói lại 1,600 viên bắn vẫn thích hơn. Trời ơi, bắn 600 viên rồi. Bắn tiết kiệm. Không biết gói siêu cấp này là do lỗi hay là nhà phát hành muốn cân bằng game nữa. Nhưng mình nghĩ cân bằng game cả này anh em game thủ thử chết đấy. Anh em tốn bao nhiêu tiền mua VIP rồi, VIP im game các thứ rồi đấy. Giờ mất hết cả hai luôn ạ. Sợ thật. Ok. Ui non cái tay chưa. Di chuyển non quá. Hôm sau mình sẽ làm zombie review cho anh em xem sức mạnh thật sự ở zombie, ở trong cái chế độ zombie nano rồi nha. Đấy, chạy đâu. Ok, nó còn đây không phải sếp quy đâu. Lát quá. Ấy rồi ôi, em liếm hết. Hôm nay em đang nhập vào sẽ được nhận con nhân vật free 7 ngày. Anh em thể thấy là ai cũng có nhân vật free hết. Nào, ok. Ui dồi ôi, hàng tới mồm, chạy đi đâu phi cái gì. Chém hết. Bông comment ai chỉ mình cách màn hình full không. Ô, à đúng rồi. Thì đột kích đã cập nhật giao diện mới rồi đấy anh em. Để ngày mai mình, hoặc là tối nay tí nữa mình rảnh rảnh, mình sẽ làm mới clip hướng dẫn anh em cách làm quen với giao diện mới. Ha. Hứng hàng tới tận 1. Ôi dồi, không chết à. Ui rồi không chết. Chạy đâu.
bạn ơi, bạn là của mình. Không có nhiều, lên được. Ui giời. Zombie bên này bá quá. Gọi là hero, bốn ông hero mà kiểu cover lẫn nhau hay thì may ra mới win được. Hello anh chủ, ui đừng, bạn có một thanh niên biết mình chưa? Rồi xong rồi. Quả này ăn anh thay cơm rồi. Mình cứ tưởng giao diện 3.0 này sẽ có gọi là chợ đen, nhưng mà rất tiếc là bên Việt Nam mình vẫn không cập nhật cái chợ đen anh em ạ. Với lại cái voice chat, hai cái mà mình mong chờ nhất ở trong bản cập nhật 3.0 này, nhưng mà gần như là không có cái nào hết. Ai à. Không có cái hòm nào đây ra. Đây đớp. Ôi giáp đột biến này. Đấy anh em không có giáp, khi anh em mất giáp thì anh em có thể nhận được giáp nha. Giáp này sẽ không cộng dồn. Đó. Đấy, chế độ nano này thì anh em cứ canh tham thôi. 2 phút 39 là sẽ ra một hòm, 2 phút 30 sẽ ra một hòm đợt 2, à đợt 3. 2 phút 15 lại ra đợt hòm đợt 4. Đó. Đó là tham gia hòm của cái chế độ nano này. Rồi, đếm cái hòm. Ui giời, hòm choáng luôn, tuyệt vời. Đấy anh em có thể thấy là mấy anh em bên CS Việt Nam gọi là thích nghi rất là nhanh. Cái map này tuy mới ra thôi, anh em đã thích nghi xong rồi. Ai vào chỗ vị trí thủ người lấy rồi. Tại vì cái map này không thay đổi quá nhiều so với map Hoàng Lăng cũ mà. Gọi là 2.0 thôi, nhưng mà nó chỉ thay đổi gọi là chút ở trên cao thôi. Với mấy cái địa điểm thủ kiểu zombie lên lâu hơn một tí. Đó. Còn đâu là giữ nguyên lại tất cả. Đói, rồi ôi lên đến đây thì đứa nào zombie non lên đây mình cho một tơn đạn là thôi ngọt cụ tỏi. Ui dồi ôi, cái gì bắt quỷ, ồ ôi. Bắn xa mà cũng có đam là khiếp lắm rồi đấy. Có tội đam nó không ảo anh em ơi. Vài viên thôi là được một kill rồi. Nấn nấp cái gì mấy anh em lên đây nào. Úi dồi ôi, thank you bạn nhá. Mà bạn cứ bot kill như vậy người xem người ta chửi mình chết. Ui dồi đam kìa. Ăn hòm anh em. Từ cướp hòm đi, còn hòm cuối là thằng này. Chủ hôm nay cũng muốn review cái con hero đó. Ôi. Đây rồi. Hàng về. Tới. Ê à, mày quá tơ nó không nhảy ra, nó chém mình phát là mất 6k đấy. Oh fuck kill. Toàn tơ trưởng bom này. Nhìn thích chưa. Gồng này tơ trưởng bom với chúng tôi này. Chạy đâu? Chạy. Ok. Úi dồi ôi. À, sao toàn zombie non này ta? Chạy được đi đâu nữa? Thôi, là zombie non này thôi. Em húp hết. Sao có tá đâu vậy? Ủa mấy anh em này không chịu đi nhặt hòm tiếp tế đi nhỉ? Nhặt tiếp tế là chúng ta có thể lên được level cuối đấy. 2v5 á, à, còn anh Tơ. 10k chưa anh? Từ nha. Ôi trời, bãi trưởng tơ nó bụt 12k máu rồi. Xong rồi. Ê, kia đôi, cover, cứu em, đúng rồi. Ôi trời, anh ơi, sorry anh nhá. Ôi, thì phải chết luôn. Ai nổi thật. Con chết bom nó ở giữa map này mày. Thôi đây anh, thôi đây anh. Từ kia nó vô lại nó bắt lục này. Cái gì vậy? Buồn cười quá. Ôi trời. Hai em. Ôi tơ bé ấy, tơ bé ấy. Nhiều lắm, nhiều. Tao nhiều. Chết rồi, rồi. Tao đủ. Má, tao bị con tơ sau lưng nó chích tao nè. Ừ, thế tao bảo con tơ với tá, may tao chạy. Tao cover cho mày ấy, là mày tao chết luôn ấy. Cảm ơn người anh em. Đêm quá rồi. Cảm ơn người anh em đã hy sinh vì cho tôi. Ôi con tá cuối là con tá nào đấy? Lại là anh Hải. Anh Hải ơi, sao anh không quay xe, anh lại vô chưa được kích như này. Chết mày tao. Mày chạy đâu con trai? Chạy đâu con trai? Mất rồi. Tao giết thằng chó chấp hỏi ngược rồi. Đặt nó giống xe FPV vậy. Tao ghét, chém chết. Mày coi, Linh tơ tội vậy? Linh tơ tội hiếp dâm cái thằng nhỏ kia tội vậy? Thằng nhỏ đủ đang trốn ở trong chuồng đủ không? Mà dở vô chỗ trên phòng. Liều mạng thật. Lập luôn cái xác nhỏ. Ba vết, 4 vết thì thằng kia mất.
5 vết nè, 72 máu. Ai đó bắn tao đi, ủa bắn. Đây, ủa, đây, để tao Để tao anh giúp mày liền đi không? Anh em tốt gái kìa. Chém cái gì mình zombie non này tàn bạo cho tàn đời luôn. Ui zombie quăng chuột luôn mà. Chơi gì nữa? Trời ơi, hero win. Win rồi. Thôi chắc đủ clip rồi đấy. Thôi bye bye anh em và những clip tiếp theo nhá. Bye bye.